chào bạn, bây giờ mình sẽ giải thích lại cái lý do mình chọn trong cái hạng mục điện thoại di động. Thì đầu tiên là mình sẽ chọn cái chiếc điện thoại Bayphone này là cái chiếc điện thoại mà mình thích nhất. Tại vì đơn giản là mình thích sử dụng nó, và khi mình sử dụng nó thì mình được nổi tiếng. Tại vì ai cũng thấy nó và hỏi mình là anh cái điện thoại này là điện thoại gì vậy. Rồi còn ở dưới cái hạng mục điện thoại giá dưới 5 triệu thì mình sẽ bình chọn cho Zenfone. Tại vì trong những cái điện thoại giá rẻ thì nó chụp hình camera tự sướng rất là tốt, và khi mình chụp ảnh selfie với nó thì mình đăng lên Facebook được rất là nhiều bạn gái like, cho nên mình thích nó. Rồi còn tiếp theo thì về hãng điện thoại yêu thích thì mình sẽ chọn Apple. Thì đơn giản là tại vì nó là một cái thương hiệu mà mình thích thôi, đơn giản thôi. Vì điện thoại đẹp mình sẽ chọn iPhone. Tuy là nó không đẹp bằng chiếc Bayphone mình đang sử dụng, nhưng mà nói chung là mình cũng rất thích cái thiết kế của nó. Giao diện điện thoại tốt nhất mình sẽ chọn iOS. Đấy, thí dụ như vậy. Và điện thoại nghe nhạc ok nhất mình sẽ chọn là chiếc LG V10, chiếc điện thoại mà mình đang dụ cụ Hiệp cho mình mượn mà không biết là có cho không. Rồi bấm xe ok. Quay đây lên, bấm lại đi, không phải lại đi.